Một mắt này nó khác thấy không? Đúng nè, với lại ba cái mắt của nó là lạ luôn. Không có chồng. Cái này nè, đúng ra đó là ba chia nó bằng nhau nè. Nè ha. Đó, nhưng mà nó chùm. Cái này là cái miệng giống mặt khỉ hay sao á, hay hoặc cái gì không biết mà nó có chân mày đây nè. Này, cạo cạo biết cạo chân có chân mày, cạo có chân mày luôn. Có hồ dâu luôn. Đây nè, cái mí mắt nè. À, cái mí mắt nó sụp đó. Mà có chồng luôn đó, có chồng luôn đó. Mí mắt rồi có chồng đen luôn nha vậy. Cũng như cái này là mù nè, con này có chồng rồi. Đặc biệt á. Có gâu ghia rồi mấy đứa nó không biết nó cạo chăng. Này có chồng luôn nha. Có cái chồng đen trong á. Còn cái này thì, là bình thường ngồi, ngồi đàng hoàng đứng đứng. Nè nè. Có một chấm nhỏ nữa vậy. Ha, cái này là có một chấm là dậy gan trái dừa bình thường. Và đặc biệt là đó, nó không lắc nước đó. Con này nè nó có vô trong luôn nè. Đặc biệt đó là lắc mấy trái này có lắc nước không? Lắc nước nè. Mà cái này không lắc nước. Không lắc nước. Đó. Lắc đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, lắc nước cả. Thằng này là nó cứ ngắt này luôn. Là không có chắc nước. Rồi tự nhiên nứt. Vừa điện cho Phú rồi bắt đầu rồi là nứt cái bập liền. Dạ. Tức quá ha, điện cho Châu Phú tức quá. Nó điện cho. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn thì kính thưa quý vị. Hôm nay Châu Phú muốn giới thiệu đến quý vị là một cái chuyện độc lạ nhất miền Tây luôn quý vị. Thì kính thưa quý vị, đây là một gia đình tương đối là cũng có người tu quý vị. Vì là cháu của bác Út Nghệ ở ngoài Cần Thơ bé quý vị. Và kính thưa quý cô chú anh chị, thì câu chuyện đó là chú Út Nghệ là chuyên đi xây cầu, làm đường và những cái công tác từ thiện là có chú Út Nghệ này làm hết. Cho nên nó khi mà chú mất á, là được chiếu hào quang quý vị. Và đặc biệt một điều, hôm nay Châu Phú muốn giới thiệu đến quý vị đó thì gia đình của cháu của chú Út Nghệ là gia đình của chị Lài quý vị. Và kính thưa quý cô chú anh chị, quý vị có về Cần Thơ bé có lẽ là quý vị hỏi trong đường trong nông trường đó là nhà chị Lai thì rất là nhiều bà con biết luôn. Thì kính thưa quý vị, gia đình của chị Lai đó là chuyên làm nghề buôn bán cá mà nổi tiếng luôn nha quý vị. Nếu mà hỏi tới gia đình chị Lai mua bán cá từ chợ này cho đến chợ khác thì rất là nhiều bà con và thương lái biết. Nhưng mà vì đâu nguyên nhân như thế nào gia đình lại bỏ nghề và vào trong khu nông trường để mà làm ruộng làm gãy. Và gia đình hiện giờ đó là có cơ ngơi và nhà rất là lớn nè quý vị. Thì xoay chuyển 180 độ gia đình khá giả lên và có con gả được đi nước ngoài luôn vị. Và hôm nay Châu Phú nhận được cuộc gọi đó là gia đình của chị có một cái trái dừa khi mà là cũng như là lột ra đó vị thì có một cái hình dáng giống như là hai con mắt, cái miệng luôn và có gâu luôn, rất là lạ luôn. Và đặc biệt trái dừa này đó là hai con mắt nó giống như có chồng đen chỏng quý vị. Đó là một câu chuyện mới là đặc biệt nhất miền Tây. Cho nên hôm nay Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành có chị Trang ha, kênh YouTube từ ở trong Vĩnh Gia Vĩnh Điều mà lặn lội bôn ba ra đây là 200 cây số vậy. Hai chào chị Trang nha. Dạ chào chú. Sao chị đi từ hồi mấy giờ mà mấy giờ tới đây chị? Nè. Đi sáng giờ. Vậy đó hả? Sao sáng giờ hả? Chị nghe thông tin sao mà chạy tới đây vậy? Thì nghe thông tin nói Châu Phú nói trong đây có trái dừa mặt cừ. Mặt cừ. Chạy theo mặt cừ thì chạy theo Châu Phú. Vậy đó ha. Và ở chị bữa nay chị tính rủ em đi quay có ai mà chết đi sống lại gì nữa chị? Đi qua bên Cù Lao Tân Lộc có chú hai bé hai mấy năm về trước là chú chết chú kêu chết rồi chú sống lại mà chú cầm 20 năm mù 4 năm. Vậy hả? Rồi sống lại rồi sao? Sống lại rồi. Sống lại rồi sau này 20 năm sau bị mù nữa. Vậy hả? Rồi bây giờ thấy đường không? Rồi cái đầu cho thấy đường rồi. Cho thấy đường năm 2011 2001 phải gì á. Vậy đó ha, là bây giờ cũng thấy đường thấy luôn. Đường ơi. Và nghe nói có đàn cá tự nhiên về nữa hả chị? Có đàn cá về tự nhiên về nhưng mà nhà chia xích trên đầu cồn. Nhiều đông không chị? Nhiều lắm đó, đông lắm đó. Vậy đó ha. Rồi cảm ơn chị. Bây giờ thì kính thưa quý cô chú anh chị, không biết có ai gọi cho Châu Phú quá chừng luôn rồi. Bây giờ Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành vô trong. Buổi sáng thì là thả cá phóng sanh tại thành phố Long Xuyên nha quý vị. Và buổi chiều này đó là Châu Phú là phải đi quay để gửi đến quý cô chú anh chị nghe những cái câu chuyện rất là đặc biệt. Và đặc biệt một điều đó là gia đình đó là ngày xưa làm nghề cá vì
buôn bán thương lái cá đó chị. Thì bây giờ đã được xoay chuyển đó, cho nên mấy khá giả và gia đình hạnh phúc ấm áp như ngày hôm nay. Cho Phú mời chị cùng với quý cô chú anh chị sẽ đồng hành vào bên trong nhà nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. À, chị Lại ơi. Hay. À đây 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 đây, đó, nhà của chị Lại nha quý vị. Hay nè nè, chào chị Lại á. À, chào anh nha. Đây, nè nè, ra đây nè, ra đây với em nè ha. À, chị Trang nha. Đây nè, đó. Chào. Hai, chào chị Lại, chào anh. Anh Tâm ha. Thì thưa anh chị, hôm nay em được biết đó là gia đình của mình có trồng nguyên một cái vườn dừa nè ha, ở sát mé sông ha, rồi đó là mát làm gãy nữa. Thì đặc biệt một điều em nghe nói có một cái trái dừa ha, là có một cái hình giống như là mặt người vậy đó. À, thì chị có thể chị chia sẻ là chị trái dừa đó chị mua từ đâu hả chị? Dạ, nói chung là bữa gầm tháng giêng, dạ, tôi có bẻ một trái dừa xuống là tôi nấu chè cúng gầm. À, mà sau tôi lột trái dừa ra thì tôi thấy trái dừa nó kỳ lạ hơn trái dừa khác. À, thành thử ra là tôi mới điện chú Phú, tôi nói chú Phú ơi, sao mà tôi bẻ trái dừa tôi nấu chè cúng gầm mà sao trái dừa nó lạ lạ. Tôi mới điện chú Phú xuống coi gầm gì đó. Dạ. Rồi thử ra chú Phú bữa nay xuống coi trái dừa thấy cũng hơi lạ. À vậy đó ha. Dạ. Mà trong cái trái dừa đó nó có lạ hơn các trái dừa khô khác như thế nào hả chị? Không lắc nước. À vậy đó ha. Trái dừa đó không lắc nước. Nặng mà lắm. Nặng 1.4 kg. À vậy đó hả? Ừ. Mình không dám trẻ ra. Ừ, không dám trẻ. Tự nhiên điện chú là thường thường dừa khô á thì nó lắc nước phải không? Dạ. Này là không lắc luôn. Không lắc nước luôn. Không lắc nước luôn. Rồi xong á là tự nhiên nó nứt. Tiện như điện là bắt đầu nứt liền, nứt ra thôi chứ không chảy nước. Dạ. Đó. Trẻ ba thấy vậy thôi, thấy vậy ba trẻ ra mới nước. À, vậy đó ha. Là cũng như là cái trái dừa nó không lắc nước, nó không lắc nước luôn vị. Dừa khô mà không lắc nước. Đặc biệt ha. Ký tư. Cũng đặc biệt ha quý vị. Mà trái dừa này cũng nhỏ nữa. Nhỏ 1.4 kg đó. Vậy đó ha. Hôm qua rồi đó. Vậy đó là cũng như á là khi mà thường thường á nó khô là lắc nước. À vậy đó. Cái này là khô sao không lắc nước nè. Không lắc nước luôn. Tưởng là dừa sáp không à. Dừa sáp không à, tưởng đâu dừa sáp. À vậy đó ha, cũng rất là đặc biệt ha. À. Nhưng mà đặc biệt á là khi mà mình á là lột trái dừa ra là nghe nói nó giống như có cái hình giống như bộ râu hay sao? Có bộ râu. Có bộ râu. Cái mấy đứa cháu nó thấy vậy nó cạo cạo cái đó chứ không ấy là y gan. Là những dâu khỉ dâu gì đó ngộ lắm. Có mà trồng cây phát tài dưới này nè. À, bữa hổm cũng có là như là cái đầu đinh vậy đó chú Phú. Vậy đó ha, phát tài dính liền vậy đó mà đều có gâu ghia đồ tua chứ mà tôi thấy hơi lạ quá thì tôi dưới mấy sông đó rồi tôi mới đốn bỏ bây giờ lên tược lại cái khác. À vậy đó ha, thấy lạ ha. À thì bây giờ thì Châu Phú xin mời quý cô chú anh chị sẽ vào bên trong. À, thứ nhất là vào bên trong ngôi thờ nhà của anh chị và nghe anh chị chia sẻ đó, cuộc đời của anh chị cũng bôn ba lắm vị, cũng lên bờ xuống ruộng là phải dây nợ khắp nơi để mà trả nợ rồi giải được cái nghiệp, bây giờ gia đình mới ổn mới khá giả vị. Rồi mời ha, mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành với Châu Phú vào trong nhà nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thưa quý vị, bây giờ quý vị thấy là không gian rất là thơ mộng, rất là đẹp ha. À, căn nhà này á, dường như nếu mà Châu Phú nếu mà tính ra đó, nhà này chắc cỡ khoảng á, là từ giá cả công đất đó vị ha. À, rất là lớn. À, mời vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Ông quê thì bây giờ nó rộng lớn và mát vậy đó. Rồi chào anh chị ha. Dạ chào chú Phú. Chú Phú. Anh chị, em được biết á, gia đình mình á, là có một một người chú, chú Út đó ha, là tu và làm từ thiện đó mà tới giảng sanh có chiếu hào quang. Thì bây giờ là anh chị em mình sẽ vào bên trong đó để mà mình kính lễ xong rồi nhờ anh kể chia sẻ giùm ha. Dạ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi. Bụi quá. Vâng, và kính thưa quý vị, đây là ngôi thờ rất là trang nghiêm nha quý vị. Dạ. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. À, và vâng, kính thưa chị, hôm nay đó là chủ yếu đầu tiên của em đó tới đây là có một cái trái dừa nghe thông tin rất là độc lạ, và cái kế tiếp đó là em là nghe nói anh chị làm nghề là ngày xưa là buôn bán cá, cho nên là em mới đi đến đây
để mà tìm. Rồi tiếp tục nữa là quá bất ngờ nghe bà con đồn là gia đình mình đó là có một cái người chú mà chuyên đi làm từ thiện mà dưỡng ha. Đó thì nhờ là anh chị có thể chia sẻ giùm em là một đầu tiên là người tu ha. Em thích, rất là thích. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Đây là dưỡng Úc. Dạ. Ở cậu thơ bé. Dạ. Ổng ăn tương mấy chục năm lâu lắm. Rất buồn ngày. Út nghệ đó. Dạ. Rồi là y gan chú Ba Hùng đi, mình nói vậy cho nó giống hệt luôn. Rồi tôi nói dưỡng Út không đó. Dạ. Nói chú Ba là nói dưỡng Út đó. À. Rồi cuối cùng lại đó là mất đi. Dạ. Cái bắt đầu là ổng chắp tay lên ngực. Dạ. Cái chiếu hồ quang luôn. Dạ. Đó. Thiêu luôn rồi bắt đầu đó là để vô trong cái thố là gợt ra là cúng chiếu luôn. Rồi. Lụm cốt á. Là thấy xa lợi chiếu hồ quang luôn. Dạ. Chiếu luôn. Thôi vậy đó. Ở trên thờ bé là dượng của tôi. Dạ, mà tới giờ tôi cũng ít lên. Đem đưa vô chùa thờ. Vô chùa gì á. Chùa thờ bé. Cũng quá là ổng là đắp cầu bồi lộ ăn tương là có khoảng 5-70 năm. Dạ. Vậy thì ổng mới mất có khoảng 7-8 năm nay. Dạ, con cảm ơn cảm ơn anh chị ha. Dạ. Thì bây giờ anh chị làm ơn là chia sẻ đó là lúc đó đó là anh chị còn là đi mua cá bán cá không? Nghỉ rồi. Lúc đó là mình đã nghỉ rồi phải không? Nghỉ rồi. Nhưng mà ông đã làm từ thiện là trước đó, tu trước đó nữa ha. Ông Dượng là trước lâu lắm rồi. Chị đó ha. Ừ. Rồi bây giờ đó là hai chị em của em sẽ mời anh với chị ra phía bên cái dừa chị để ở đâu? Dạ đây, để ở bên hông đây. Bên mời chú Phú với cô Trang. Và vâng, kính thưa quý vị, không để vì chờ lâu nó đi qua bên trái dừa ha. Đó, trời ơi, bởi vì mát mẻ quá. Chủ vườn dừa có khác nha quý vị. Ở trên bàn đó là chuẩn bị sẵn là 6 trái dừa. Ha, tượng trưng cho đó là 6 chữ Lục Tự Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật nè quý vị. Đó, 6 trái dừa sẵn luôn nha quý vị. Rồi mời anh chị ngồi vậy ha. Dạ. Rồi mời chị Trang vô ngồi luôn. Chị Trang. Mời cô Trang. Bởi vì là hôm qua đứa cháu là hôm ấy là dâu dìa thì có hết trơn á. Dạ. Cái cạo. Để mấy đứa nó cạo. Cái này ngồi. Dạ dạ. Cái ngồi chơi chị ơi. Dạ. Ngồi đây nè, ngồi đây nè. Ngồi đây nè. Tin. Không, Tin. Ngồi bạn luôn. Ngồi bạn nè. Nè. Cái ngồi bạn luôn ha. Bà ngoại coi. Tắt cái điện thoại nha. Ừ. Đó, ngồi chơi. Rồi ngồi đi. Nó hôm qua thấy vậy đó, tôi cũng lột, thấy vậy. Mày nói gì? Ừ. Kêu ngoại ăn. Đây nè, quay. Chị Trang chỉ đang quay cái gương mặt ha. Hôm qua phải nó không cạo đẹp lắm. Thấy gì chị, thấy gì chị Trang? Hôm qua hơi lạ lạ. Hôm qua có gâu ghia đồ. Cũng như là người cái này lòi ra phải không? Dạ, có chồng đỏ. Đây có chồng đỏ. Dạ. Mà dạ. Mấy đứa cái bắt đầu thế qua nó không cả. Mà chứ dừa khô mà cái gì mà thường thường nó lắc nước mà dừa này không lắc nước. À, ngộ luôn. Không lắc nước ha. Không lắc nước. Đấy vì nặng 1.4 đó. Cô canh. À, đặc biệt đó là cái này á là nè rất là lạ ha. Em nhớ vậy, giống như là một cái mặt vậy đó. Ừ. Phải có bộ dâu cái nữa là đẹp lắm. Qua có mà không có. Bên đó có hình như có mấy trái dừa đó, cho tao chỉ lấy trái dừa lên đây thử cái kế kìa. Cái kế khác nha. Khác. Khác. Để đi đâu cơ. Khác. Ba cái màu trắng trắng. Trắng. Lựa trái trắng trắng nè. Khác. Đây nè về. Ừ. Lên dễ lắm. Dạ. Khác. Khác. Mà cái này là con mắt này nó khác thấy không? Đâu nè, với lại ba cái mắt của nó là lạ luôn. Lạ. Không ba, có chồng. Cái này nè, đúng ra đó là ba chia nó bằng nhau nè. Nè ha. Đó, nhưng mà nó chùm. Cái này là cái miệng giống mặt khỉ hay sao á, hay quả cái gì không biết mà nó có chân mày đây nè. Này, mấy đứa cạo không cạo biết mà cạo chân có chân mày, cạo có chân mày luôn. Có dâu luôn. Đây nè, cái mí mắt nè. Cái mí mắt này sụp đó. Mà có chồng luôn đó, có chồng luôn. Mí mắt rồi có chồng đen luôn nhớ vậy. Cũng như cái này là mù nè, con này có chồng rồi. Đặc biệt á. Có gâu ghia rồi mấy đứa nó không biết nó cạo chăng. Này có chồng luôn nha.
có cái chùm đen trong á. Còn cái này ngồi với lại bình thường ngồi, ngồi đàng hoàng đứng đứng. Nè nè. Có một chùm nhỏ thử vị. Ha, cái này là có một chùm là dễ gan trái dừa bình thường. Và đặc biệt là nó không lắc nước đó. Con này nè nó có vô trong luôn nè. Đặc biệt đó đâu phải lắc mấy trái này có lắc nước không? Nè lắc nước nè. Đó. Còn trái này không lắc nước. Đó, lắc rồi, đúng rồi, lắc nước kìa. Thằng này là nó cứ ngắt này luôn. Là không có chắc nước. Rồi tự nhiên nứt. Vừa điện chú Phú rồi bắt đầu rồi là nứt cái bập liền. Dạ. Tức quá ha, điện cho chú Phú tức quá. Nó điện chú Phú là nứt nứt cái bập liền mà không chảy nước không nha. Nứt nứt vừa không chảy nước. Vậy đó ha. Chẻ ra rồi rồi mới chảy nước. Chẻ ra mới là thử coi cái gì trong đó. Mà nước nó tưởng là vừa sáp mà không phải. Không phải vừa sáp nha vị. Mà nước nó trong hơn kìa là mấy cái vừa kia trong xe luôn. Dạ. Và bây giờ cho Phú sẽ cái đặc biệt là trong quay trở về xem. Thứ nhất á là cái má là cái gò má nè, nó có cái gò má nè chị. Gò má nó u nè, hai cái gò má hai bên nè nha. Đó. Đó, hai cái gò má là chị Trang thấy không? Chỉ cho bà con thấy cái gò má đưa nhô ra nè chị Trang. Đó 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 đó, đó là cái. Nhưng mà đặc biệt cái chồng nè. Cái chồng. Có chồng luôn, chồng đỏ, chồng đen. Hai cái chồng luôn nha quý vị. Nha, rất là đặc biệt và có gò má luôn nha. Thì quay cho quý vị xem đó. Thì chào anh chị ha. Anh chị tiếp tục có thể chia sẻ giùm cho em đó. Nghe nói ông bà ngày xưa đó là làm nghề buôn bán cá. Mà cá gì không anh chị? Nói chung hồi đó là tôi cũng có ra đục. Tôi đi mua cá, cá chép, mè dinh, cá mè trắng rồi đó. Đi căn nông trường nào đó nuôi cá nhiều lắm. Rồi cũng có ra đục đi mua cá, mua ngày cũng mấy tấn cá đó, 4-5 tấn. Rồi thấy là buôn bán cá này thì mua nhiều mà không có lời. Mua càng ngày càng lỗ, nó không có lời, thấy bất bên quá à. Rồi làm ha, càng ngày càng thiếu nợ. Rồi thôi thấy vậy là hai vợ chồng mới làm ruộng với làm gãy này kia nọ với mua bán trái cây. Rồi từ ngày đổi ngày qua cá giờ thì nói chung là ổn định. Và vợ chồng cũng không có gầy gà, cũng hạnh phúc. Còn cỡ mà đi cá đi đồ cự nữ tối ngày ha, ổng nhậu nhẹ tối ngày ha. Ừ. Mà từ ngày đổi chuyển nghề làm ruộng này buôn bán trái cây này kia nọ thì giờ vợ chồng nó hay là hạnh phúc, cũng nhà cửa ta cũng đàng hoàng. Vậy dạ. Nếu như mình đổi nghề á, đổi nghề không có đi cá nữa. Vậy ha. Anh dạ. Vậy là từ cái lúc mà hai vợ chồng mà chuyển cái nghề không có nuôi cá mua sanh bán tử nữa là mình thấy gia đình được hạnh phúc hạnh phúc hơn. Dạ. Rồi chồng có còn quậy quạng nữa không? Không. Không nữa hả? Dạ. Không, hồi xưa thì nó nghe tôi cũng ăn tương cũng 20 năm à. Dạ. Rồi sao tôi nghỉ, có vợ tôi nghỉ. Nghỉ cuối cùng lại bây giờ nó nghe ăn tương tháng có 4 ngày à. À vậy đó ha. Ủa anh trở lại coi. Trở lại 20 năm nữa rồi. Ông hứa từ từ ông ăn lại. Ông làm lại. Vậy đó ha. Bây giờ là mình thấy là gia đình của mình đó từ cái lúc mà xây chuyển nghề tới giờ nó đã ổn rồi ha. Thà là ơn trên cũng đã có độ cho mình này, con của mình nó cũng được đi nước ngoài một người rồi. Thì là qua đoạn video hôm nay đó thì có những cái câu chuyện cũng rất là màu nhiệm. Thứ nhất là ông Dượng của chú đó ha. Ông Dượng đó là cũng là ăn tương có chiếu hào quang. Thứ nhì là cái trái dừa mà cũng có một cái hình giống như là cái mặt của một cái người hay là mặt của một cái vị nào đó ha, cũng rất là lạ. Nên nó là thấy những cái sự màu nhiệm đó thì cố gắng chuyến này về gắn ăn tương lên 10 ngày. Bà già ruột á là chết ngày 25 tháng 7 đó, là bà biết ngày giờ luôn. Dạ. Đúng giờ đúng đúng ngày luôn. Dạ. Biết giờ biết ngày luôn. Biết ngày luôn. Dạ. Sửa sẵn mắt là kêu tắm rửa sạch sẽ rồi bắt đầu là lúc mấy giờ má đi là đúng thời gian là mấy giờ đó. Bà già chồng lúc đó mình không biết ai quay ha, phải giờ. Đó không quay. Bả tỉnh bơ à. Bà bả kêu bà cả tắm cho má cho mẹ. Và sau 12 giờ khuya là tao đi đó. Nó chăm 12 giờ khuya. Vậy ha. Dạ. Trong gia đình đó là có các cụ đi mà biết đó, được nó nghe bà ông già chồng thì cũng ăn tương ở Bích Dàm á. Bà không ông già chồng ăn tương.
Còn má thì ăn tháng 4 ngày. Mà tới má ba bệnh, ba yếu thì ba có nói với dâu, mình là dâu thứ tư. Nói con là bữa nay mấy rồi? Cái mình cũng nói bữa nay ngày 24 là sáng là 25 đó. Cái bữa nay hồi tắm rửa cho má sạch sẽ đi là ngày 25 á, là lúc 12 giờ là má đi. Thì mình tắm rồi lúc 12 giờ là má đi, là đi ngọt luôn á. Đi chiều, tắm tắm giấc chiều. Má bệnh nằm lâu. Đó khuya lại 12 giờ mới đi. Mấy mấy bắt. Cũng như bà cho biết ngày biết giờ. Tắm cũng giấc chiều nè. Vậy đó ha. Dạ. Rồi hai vợ chồng vậy đó là bây giờ là cô nghe nói là cũng thường hay là phát gạo rồi gặp cá rồi cũng mua thả bông canh. Dạ. Nói chung là mình á thì cứ ít lòng nhiều. Mình không có ăn tương mà điều như mình ăn tương tháng 4 ngày. Dạ. Như ở đây mà ai mà khó khăn là điện lại tới mình là mình giá nào cũng giúp đỡ. Ừ à. Một là mình mua tàu hũ là hoặc là củ quả là mình cũng như mình đem lại. Dạ. Ha. Hai nữa là mình tiếp như chút đỉnh tiền ha, là mua bầu, này kia nọ vậy đó, phụ tiếp. Còn như là mình tỉ gầm hoặc là ngày thường mình vẫn cho gạo. Mà điều mình cho thì mình không có là phát phiếu. Mình mua lại ngay chăng ở chỗ tiệm đó, mình mua lại tỷ 3 bao, 4 bao. Là mình kêu, giờ tôi có mua gạo, tôi để dưới đó là người nào lại lấy thì cứ lấy. Chừng nào hết thì thôi. Còn tỷ mà nhiều khi mình cho như tỷ khả năng mình có 4 bao, mình cho 4 bao mà người ta lại thêm vài người nữa thì hết gạo mình cũng vẫn mua thêm. Rồi chị cứ bán đi rồi mai mốt tôi có tiền tôi trả sau, người ta cũng vẫn bán cho mình. Vậy đó ha. Dạ. Dạ. Vậy chứ mình không có là cho phiếu cho gì chăng. Dạ. Dạ. Rồi chị Trang, chào chị Trang nha. Chị Trang sao rồi, là gặp hai vợ chồng á thì đã bỏ được cái nghề sát sanh rồi ha. Đó, đã chuyển được cái nghề cái nghiệp rồi. Nhưng mà bây giờ thì gia đình cũng khá giả rồi mà cũng vẫn còn ăn có 4 ngày học lớp 1 rồi sao. Ha. Bước lên. Cũng chị Trang cũng có lời khuyên với gia đình rồi ha. Rồi hai ông bà tính sao chứ mà bây giờ là gấp rút rồi mình phải. Dạ. Thì cũng là có nói với ông xã lớp rồi chứ. Thì thôi bây giờ mình thì mình dầm lên thì không bằng ta, mình dầm xuống hai bằng mình. Thì thôi bây giờ mình cũng hồi đó mình cũng đi cá đi đồ mình cũng khổ vậy đó. Giờ mình cũng đủ ăn đủ xài. Rồi học cũng không dư giả gì thôi. Giờ tôi với ông thì đi non đi núi đi mà cũng như từ thiện này kia nọ vậy đó. Thì ổng cũng có hứa ông nói thì để thì làm thì hai vợ chồng thì cũng nói chung là làm cũng cả năm nay rồi không lai gai gì đó của ít lòng nhiều nhưng mà dạ. Bây giờ chị thấy ăn mặn bây giờ chị thấy chứ không còn có sức khỏe nữa. Dạ. Tại vì những cái cá mắm và nuôi thức ăn không à. Dạ nói ngay okay, tôi mà coi mình ăn chay được ráng tập ăn coi chay coi clip Trực Lam với anh Tiểu Long đó là tôi mê lắm. Dạ. Như coi cái clip của chú Bà Hùng rồi đó. Mà chú chú Phú nè. Dạ. Quay Trường Lam lên đó. Dạ. Thử ra tôi cũng coi hoài hà. Như bữa nào không ngày đâu. Nào cũng bắt câu hết trơn, cũng đang mê dữ lắm. Cũng từ từ cũng nói ngôi theo chú Phú cũng đi ăn chay. Dạ. Rồi đi cúng lại đi. Dạ. Mà hồi hướng công đức cho cha mẹ. Có biết dạ. Rồi. Cái gốc quả không biết hết rồi, giảng kinh cũng hiểu hết rồi, dạ. Đường đi nước bước cũng hiểu đến rồi. Giờ bây giờ còn cái gác nè chị ơi, dạ, anh chị. Dạ. Nó nghe tôi thì cũng biết mà hơi nhấp nhem thôi. Dạ. Cũng không gành hung. Thí dụ 10 câu được 1 câu thôi. Vậy đó ha. Ừ. Quá rồi. Thì vâng, kính thưa quý cô chú chị. Hôm nay Châu Phú đến đây thì thăm gia đình của chị Lài đó. Thì gặp một cái câu chuyện cũng rất là lạ. Thứ nhất á là ở phía trước nhà. Có cây phát tài đó vậy. Có một cái hình giống như cũng giống như một cái bộ râu và hôm nay đó là trong nhà có trái dừa cũng giống như cái mặt của một cái vị nào đó ha. Thì mọi ngày đó thì cũng có một cái bộ râu nhưng mà trong gia đình cạo thấy cũng dễ thương quá. Không lắc nước nói gì. Và trong cái trái dừa này không có lắc nước cho nên là Châu Phú nhớ nhà có cái câu đó cỏ cây cùng điểu thú chim muông nhân với vật quần lai bổn tánh. Cho nên đó, dù cỏ dù cây đó thì nó trải qua nhiều kiếp mấy đầu thai lộn kiếp thành con người. Lúc đầu là bùn làm đất làm mới tới cây cỏ rồi mới là chuyển kiếp từ từ rồi làm thú cầm rồi mới tới loài người. Mà loài người của mình đó, khi mà là mình được làm người là mai muôn thở mà bây giờ mình được làm người mà mình không tu đó
thì rất là ổn kiếp người. Biết đâu á là kiếp này mình nó không chịu tu, kiếp sau biết mình có còn làm người được nữa hay không, hay là mình làm trái dừa như thế này sao tu, phải không? Hay là làm cây phát tài trước rồi sao tu? Đó, cho nên á cuộc sống chỉ là một hơi thở cho mà thôi. Khi mất rồi đó thì mình cũng không đem được gì ngoài á là tội và phước. Nên hôm nay khi mà cháu Phú tới đây thăm gia đình chị Lài đó, thì cũng có danh có tiếng ở khu này, hỏi tên là ai cũng biết hết trơn ha. À, và đặc biệt một điều nữa đó, người ta đã biết danh tiếng của mình mà thêm mà tu cái nữa là cái nổi luôn tới nổi hơn xa nữa. Hơn nữa ha. Đó, hai vợ chồng đó ngày xưa làm nghề cá ha, mà buông bỏ đó, bây giờ sửa và ăn chay niệm Phật tu hiền giúp đỡ đời đó, là cái danh tiếng đó nó còn mãi 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 mãi. Còn biết đâu á là cỡ chừng cao tay lắm, bây giờ á là anh là chắc cũng 60 hả? Năm tuổi ngọ năm nay cũng mình 58 59 vậy. 58 59 rồi, cao tay lắm, bây giờ cho 30 năm nữa đó ha. 30 năm nữa rồi, bây giờ là đâu có ai mà nhắc tới là chồng của chị Lài nữa, phải không? Đó, cho nên là hôm nay mình phải làm gì cho giống như là Đức Phật đó, ngài thấy đó là cuộc sống đó khi mà sanh ra rồi á là già rồi xong rồi bệnh tật kéo tới ha, rồi chết là hết chân. Cho nên ngài muốn tìm một cái con đường mà để thoát khỏi sinh tử ha. Thì cái cách nào là con đường chỉ có tu mà thôi ha, sống đời nó sống hoài giống như thầy vậy đó. Tuy là hữu ảnh vô hình, chớ văn lòng tưởng săn trình đáo lai, thầy xa vắng mình như vậy đó, nhưng mà thầy đâu có mất ha, còn sống mãi trong tâm của bà con mình khi mà tưởng là có ngay. Nên anh chị ha, bây giờ đã có tiếng nguyên khu này rồi ha, em hỏi thăm từ ở ngoài kia là người ta đã biết, người ta chỉ vô tới đây rồi. Dạ. Mà ông bà mà tu cái nữa là nổi tiếng lên tới là dùng ở trên nữa đó nha. Để từ từ chú à, tu hành mà còn hẹn chiều mới à. Bây giờ Đức Quỳnh vô chỗ để tu hành mà hẹn ngày chiều mới á. Bây giờ là có cái nhân duyên mà gặp là chị Trang này là mà thêm vào đó 20 năm nữa à. Ừ. Ăn 20 năm mà giờ tụ xuống kẹt mà không lên nói rồi. Cấp hội trai ăn 20 năm rồi, cứ vợ về rồi mình gớt luôn ha, lỡ gớt luôn ha. Vợ mặn rồi ta ăn mặn cho vợ luôn. À, chia sẻ nói ngay hay là mình cũng 4 ngày làm từ thiện lắm. Thôi cũng phải ăn chứ đâu có, nhưng mà phải cứ ấy lên tại giờ rồi thì bây giờ phải gấp gấp thứ ngày là gấp rồi chứ đâu còn cái bên nữa. Bây giờ đó mình nhìn thấy đi, thứ nhất đó là nắng á, mới cả tháng giêng mà nắng quá gắt. Mà ở ngoài Tiền Giang đó nước lại nổi dâng lên ha. Ngộ rồi đó, thời tiết bây giờ nó sái mùa sái tiết, lúc như lúc sớm đó, như trời giông gió sái mùa sái tiết mà. Như lúc sớm con đi đó là từ Long Xuyên đó, từ cầu Gò Lớn chạy tới dưới nhà ba vợ con đó, thì một cái trận mưa rất là lớn luôn, ngay chân cửa nhà ba vợ gom thuốc không kịp. Mà ở trên Long Xuyên thì là bữa nào mới thắt thì luôn nè. Mưa gầm gầm rồi á, là qua khỏi khúc nhà ba vợ là xuống tới khúc dưới đây á, dài xuống dưới đây là nắng chang chang đó. Cho nên á là thay đổi thời tiết bây giờ mình không có biết đường đâu mà gờ. Thứ nhất, thứ nhì nữa đó, bệnh tật nè ha. Dịch bệnh vừa qua đó ai cũng sợ, cho cái tới chuyện qua cái dịch rồi cái trở lại bình thường hết sợ nữa rồi. Tiếp tục đâu có ai nghĩ mà có cái trận chiến tranh mà các nước lớn với quánh với nhau đâu. Mình cứ nghĩ là nó hăm dọa thôi, nhưng mà bây giờ nó đã quýnh và những cái á, là vũ khí tối tân nó cũng đã tạo sẵn hết trơn rồi. Cho nên á, là cái sự hủy diệt của thế giới á, nó đang á, gần kề tới mình. Nhiều khi mấy ngày đó mà nóng lên cái mấy ngày bấm cái mình là cũng không biết mình sống được bao lâu. Cho nên bây giờ á, bữa nay á là chị này phó ban trị sự ha, Châu Phú ha, lặn lội tới đây 200 cây số, anh chị gán ăn 10 ngày đi tăng lớp. Dạ. học lớp một hoài sao thầy dạy là không có, mình dán ngay của quyền á, mình dán riết là mình ăn được. Từ từ là mà mình phải tăng lên và mình được á, trở về á là cái cảnh giới an lành, chứ sau này bây giờ mình lộn tới lộn lui hoài luân hồi sáo nẻo khôn lần bước ra mà. Ở nước Mỹ đó, chú Phú, ở nước ngoài bây giờ là người ta ăn hông sắc xanh người ta để cứu chứ đó. Không, bây giờ nhiều có nhiều chạy. Nước Mỹ đó, ăn dữ lắm luôn, ăn rau củ quả mà ăn là đó. Người ta không có nói về tôn giáo mà người ta ăn cứu chứ đó. Bây giờ thấy nè, thịt nè ha, thịt cá bây giờ là toàn là cái chất là cho nó mau lớn mà ha.
tác tạo tạo nạc tạo mỡ mà đó ăn là vô độc không đó ha. Rồi thứ nhất là lúa thóc nè cũng bị luôn và mọi thứ là đều bị hết trơn, cho nên mình tránh được cái nào đỡ đỡ một cái là những cái thuốc mà làm cho tăng cân đó, tăng trọng lượng đó, là nó làm cho con người mình ăn vô nó sẽ dễ bị gây ra ung thư. Bởi vì bây giờ mình thấy trên thế giới ung thư rất là nhiều, thấy không? Cho nên mình chuyển đổi mà mình ăn là trong một tháng mình ăn 10 ngày thì là nó giảm, mình ăn những cái cây cối rồi đó. Ở đây là toàn là mấy cái rau gừng nhóc chân hả? Dạ. Rau vườn rồi đó. Ăn quen thấy được cũng bình thường. Cho nó thải độc ra, nó thải độc ra bớt. Nè ăn cũng dễ nè ha, 14, 15, 16, 17, 18, 5 ngày ăn liên tục vậy nó không có ngán, không có quên luôn. Rồi xong á là 29, 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3 ha, là được 10 ngày dễ luôn, dạ. Chết luôn, thấy không? 10 ngày xong mà mình chở đũa và mình nấu ăn đó. Bình thường mình nấu là 5 con cá, bây giờ mình nhín lại mình nấu là một con, còn nhiêu mình độn rau vô đặng nó ít dây mạng nè, ít dây. Yeah. Thầy nói sát dao định dao, sát một mạng định mạng, mà bây giờ dây 5 con là phải đầu thai 5 kiếp cho người ta đền cho người ta. Bây giờ là ở đây người ta không có xử thì xuống dưới nó thưa. Khổ lắm á. Cái ngày coi cái clip của chú Phú thì thích dữ lắm. Dạ. Nhiều khi hay là nhiều khi muốn điện chú Phú mà không biết số điện, nhiều khi muốn đi mời làm từ thiện, đi phóng sanh với chú Phú gì nọ gì đó. Thì không có biết số điện rồi mới kêu nhỏ cháu bấm số điện chú Phú hôm qua đó. Rồi thấy trái dừa lạ lạ nè. Bữa mà gầm đó mình nấu chè rồi bẻ trái dừa xuống thấy dừa lạ lạ, hay điện chú Phú kêu chú xuống quay sao mà thấy cái dừa lạ lạ mà thấy kỳ kỳ. Yeah. Sẵn bữa nay chú Phú xuống quay luôn rồi thôi, từ đây hấp lên thì cũng nghe chú Phú cũng như là khuyên này kia nọ vậy đó. Thì vợ chồng cũng cố gắng. Thì giái á, giái của quyền mình nó là không được á. Dạ. Dạ. Vợ chồng á là kêu á là gửi tiền đặng á là thả cá phóng sanh quý vị ha, hay là phát gạo. Có ít lòng nhiều chú Phú ơi. Thì á đây cái lòng đó là lòng có ít lòng nhiều thôi, gửi chú Phú ăn chịu. Chú Phú coi mời nữa, chú Phú mua cá phóng sanh hồi hướng công đức cho cha mẹ hai bên. Bên cậu, bên mợ, bên vợ, bên chồng hết. Hồi hướng. Dạ. Rồi dưới hai nữa là hồi hướng cho vợ chồng chú Phú tới đây, chú Phú cũng khuyên vợ chồng ăn chay vậy đó. Thì vợ chồng cũng từ từ cố gắng. Dạ. Gửi chú Phú 1 triệu. Thì là đây là cái gửi 1 triệu để phóng sanh, vì là đây là cái lòng từ bi đó. Dạ. Từ bi là để cứu các loài vật. Mà mình cứu các loài vật á, thì mình ăn chay được cái nữa đó là mình cái đó là cái lòng từ bi nữa, mình tội nghiệp nó, mình thương nó, giống như gà đó đang ngoài đó đó, con mẹ nó bảo bình vệ thường mấy mình con cũng con mua cá sao? Mình phóng sanh vậy đó, cho nên đó là qua cái đoạn video hôm nay đó thì được nhân viên mà gặp anh chị và gặp những cái chuyện lạ đó, thì biết đâu á là mình cũng là có bà con thân thuộc gì hồi tiền kiếp với nhau. Cho nên bữa nay là cách nhau là người 200 cây số, người 100 mấy. Bữa nay đáng lẽ đi Cù Lao mà chứ đâu có vô đây nữa sao chú. Rồi mới gặp được nhau. Gặp nhau thì huynh đệ đó. Vô đây. Thì gặp được nhau rồi đó. Là có câu đó, mỗi người mỗi nước mỗi non, mà bước vào cửa đạo như con một nhà. Cho nên con một nhà mình phải dìu dắt lẫn nhau, mình khuyên yên với nhau. Khuyên từ từ đó chứ không có khuyên cái một. Yeah. Để mình dìu dắt mình được đi về cái cõi an lành ha. Thì em cũng xin là cầu chúc cho anh với chị. Yeah. Ha. Lúc nào gia đình cũng vui vẻ trên thuận dưới hòa. Yeah. Làm ăn thì được thuận lợi ha. Và đặc biệt một điều là phát Bồ Đề Tâm. Yeah. Tinh tấn để mà mình khai lạc tu hành đến ngày mà viên mãn luôn ha. Dạ. Yeah. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Rồi thì chào chị Trang ha. Rồi cảm ơn chị Trang nha. Rồi bye bye nha. Chúc quý vị sức khỏe bình an, thân ái kính chào và tạm biệt nha. Kênh chị Lê Nguyễn Lê Trang. Lê Nguyễn Lê Trang ha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thân ái kính chào và tạm biệt. Dạ.